tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn là một muối thôi. Anh có nhậu nhẹt gì không? Hả? Nhiều không? Dạ không ạ. À, không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Mời bạn nam. Đây, xin chào. Mời bạn nữ. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, cho bồ lăng bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em là thôi. Dơ dơ hơi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý, nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại, nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào cái hồi mình phát hiện thì mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, trai mặt rồi chị, tới à, xin lỗi luôn. À. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui, đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả, anh làm vậy hả, em hỏi hoài luôn. Thế nên là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu? Dạ có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gỡ đầu quá chị. Ấy đại loại vậy. À chắc bà đứng cái bấm gãi từng ngón vậy quá gọi đầu quá. Phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất không ơi. Sao tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Bạn hy vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọt trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều á hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men anh. 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Được đó. Thôi vậy cũng được anh, xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Gà lăng. Dạ được à, dưới là chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Tốt. Anh có không? Dạ không à. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Bao nhiêu không? Dạ không ạ. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích gì? Con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á em. Là khùng khùng điên á hả? Gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa, anh không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á, còn mà em về em nhây anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao giờ. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à? Đừng có tròn quá là được à? Còn mấy người ta nó múp mau múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi, nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ dữ một tí, cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó.
cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng thì sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ, nói chung là em bắt chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra, cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong phòng tắm, nó đứng đợi hoài 15-20 phút anh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Thôi tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Thấy không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Thì đó, nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Chắc là cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng nằm ai ấy luôn là được nè. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, xong rồi chị đứng vô tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? Ai sao không được chị? Đàn ông mà. Thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì có trách nhiệm? Tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Chào anh gái. Dạ. Ôi, dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn. Ai không nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính y bo, bủn xỉn hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ừ, cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Chứ em không ra lệnh, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung là anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em, ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền quá anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ, tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu.
anh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp em thiệt nha, không có định sếp nói đại đi, ông không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi cho cặp hài hước này gặp nhau đi tính ha. Cảm ơn lên đấy. Thời gian không gian này là của em, mời hai em. Cái gì vậy? Sao vậy? Không, em cả... Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không, không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy kết hôn á, kiểu vậy. Thấy ấy ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm rồi, chết giống mình. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy vậy chứ em mong manh lắm chị. Bớt diễn đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không, không phải là càm ràm. Tức là một cái vấn đề thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài kiểu vậy. Đâu, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen cái ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên trộm cung lắm luôn á. Ok, bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười em đừng căng thẳng, anh cung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em. Anh muốn quá chị. Tiếp tiếp đi Đăng, hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa hay. Anh thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Vâng. Dạ hỏi. Em biết hỏi gì vậy trời? Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích, kéo màn là ấy ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em không đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Có đúng đâu. Đó. Mạnh dạn lên em. Anh trai, mạnh dạn lên. Hey, đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Hôm nay qua quay qua lấy quà cái hung quay. Cặp qua. Cặp này rất là hiện tại, anh thích như thế. Trời. Mình đừng có. Không bây giờ cô này hung là anh coi. Cao quá chị quá rồi chết. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? Em có bấm nút không? Tự nhiên mới mở màn lên rồi có bấm nút không là sao cô? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Việt Trinh, năm nay em 23 tuổi 8 tháng. Em là nhân viên văn phòng mà em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời bạn Nam. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tên em là Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1988, em quê Thanh Hóa, đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Công việc của em là bảo trì máy ạ. Làm ở công ty có đông bạn gái không? Cũng nhiều rồi anh. Nhiều, không lẽ không có để ý cô nào hả? Tại em nhát quá. Em nhát hả? Vâng. Nhưng mà có mối tình nào chưa? Có anh ạ, 20 tình rưỡi ạ. 20 tình rưỡi rồi, rưỡi đó là sao? Tức là một 20 tình kia mình có biểu hiện tình cảm rồi, còn một mối tình là chưa biểu hiện. Nhưng chưa biểu hiện thì sao biết nó là mối tình? Mình cũng có ý chơi rồi. Có hùng chưa? Chưa. Nắm tay còn chưa. Chưa nắm tay luôn hả? Quen bao lâu mà chưa nắm tay? Được 3 tháng ấy. Còn hai mối tình trước có mối tình nào dài không?
Có, sinh viên thì dài, cũng được nửa năm. Nửa năm cũng đâu có dài đâu. Dài quá. Nửa năm có hôn chưa? Hôn má. Hôn má thôi hả? Là cuối cùng đó giờ có hôn được ai chưa? Chưa, vẫn đang còn chưa biết hôn. Thôi chưa biết hôn luôn. Trời, hôm nay ông nhát thiệt ta. Nãy giờ nghe bạn trai kia chia sẻ chưa có hùng bạn gái nào hết, còn em thì sao? Dạ em có một mối tình, có hùng rồi. Có hùng rồi, vậy là hơn bên kia có kinh nghiệm hơn rồi. Dạ. Sau này hai mình có hùng nhau thì nhớ chia sẻ kinh nghiệm cho bạn kia. Tại vì em thấy đa phần hùng là con trai phải chủ động, bây giờ con trai không biết thì tự đi học với các em chị thấy nó kỳ quá. Bậy, cái đó đâu có học được em. Không lẽ giờ muốn hùng em ta phải đi tới chỗ học hùng người khác rồi mới qua hùng em. Nhưng mà tôi hỏi bạn trai nè, lý do bạn nhát gì không, chắc đây là một lý do để chia tay đúng không, bạn gái đúng không? Không. Cái lý do là sao chia tay bạn gái? Chia tay do bạn chơi em mà không có chiều chuộng ga lăng. Cụ thể là chuyện gì mà bạn không ga lăng? Ví dụ bạn rủ mình chở bạn đi mua sắm, ừ mình ok chở. Nhưng mình không thích đưa tiền trả. Bạn gái mình đi shopping mua đồ mình trả chứ có sao đâu. Ví dụ mình rủ bạn mua sắm thì mình sẽ trả. À rủ mới trả đúng không? Có nghĩa là người ta chủ động thì người ta mới trả. Thì nhiều khi cũng thông cảm, người ta không có chủ động, tự nhiên kêu chở đi giùm cái tới bắt người ta tiền đâu người ta trả. Nhưng mà không, chị cho hỏi bạn trai một câu nữa. Ví dụ mà mình lấy nhau đó, mà vợ bạn đó thì đi mua sắm lấy tiền bạn trả được không? Lấy nhau biết đâu bạn vợ anh giữ hết tiền đâu trả ai. Đó, cái chủ yếu là mình muốn chốt lại cái chỗ đó thôi. À, bạn nữ nghe bạn nam chia sẻ rõ rồi đúng không? Dạ rồi. À, thôi giờ em nói về bản thân mình một xíu. À, mình có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em hả? À, là em rất là khỏe, em có thể bưng một cái bình nước 21 lít mà từ dưới tầng trệt lên tới lầu 3 không có nghỉ luôn, đi thẳng lên luôn. Em rất là khỏe. Tướng nhỏ nhắn nhưng mà khỏe dữ vậy hả? Dạ, cái này gọi là trâu chứ không phải người. Trâu chứ không phải người. Trời ơi, bên đây có thể bưng một cái thùng nước 21 lít từ lầu 1 đến lầu 3 đi một hơi không có thở. Không thở sao sống nổi. À, là lên tới nơi không có thở, dùng dập. Bạn trai này yếu nhút nhát lắm. Nói chung là đánh bạn từ sáng tới chiều không thở luôn đó. Được không? Chắc chết quá. Chắc chết quá hả? Rồi ngoài ngoài cái dịu mạnh đó ra mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ kiểu kiểu giống vậy đó. À. Còn mà cái nhược điểm của em đó là nói chung là chia sẻ nhỏ nhỏ chút xíu. Đó là em con gái mà tay em rất là nhiều lông. Lông như lông khỉ vậy đó. Nhưng mà mạnh thì mạnh như trâu mà lông như lông khỉ vậy đó. Có chị thấy không? Có chị lông gì đó. Đâu bình thường. Nhưng không, tay chị cũng lông nè. Đó có sao đâu. Không có vấn đề gì hết. Dạ. Không, trai thấy sao trai? Em cũng chưa tiến hóa hết rồi. Rồi bây giờ vậy, bạn trai hãy nói khuyết điểm của mình giống như bạn gái nãy đi. Ưu điểm em nhớ dai và cũng nhanh quên. Nhớ dai mà hay quên là sao? Không hiểu luôn. Cái nào vui không giờ quên. Có chuyện là mình không thấy vui rồi mai quên rồi. À, thế là được á. Mượn nợ người ta thì là quên mà người ta mượn mình nhớ dai. Thế là ưu điểm em không có nhiều. Còn nhược điểm em thì sợ con gái khóc rồi. Họ khóc và mình trước mặt mình là mình không biết làm gì cả, là mình thôi bạn bảo gì cũng được. Bây giờ bạn muốn tìm bạn gái thế nào? Em thì muốn tìm bạn gái thật thà, ăn mặc thì giản dị và mập mập chút. Mập chút để gì? Tại nhìn mập mình thích. Thích mập ha? Vâng. Không thích gì ở con gái? Em không thích con gái phấn son quá nhẹ nhẹ. Hai là hai mối xấu người khác là em không thích. Mình đây đưa ra cầu rồi đó. Rồi gái em có yêu cầu gì bạn trai mình là mẫu người như thế nào? Dạ thì em muốn bạn trai của em là cao trên 1m72, là chính xác là con trai, là con trai 100%, chứ nếu như con trai không có con trai 100% lấy về cũng không bằng ăn được. Em muốn bằng ăn cái gì? Rồi gì nữa không? Dạ em thích con trai đeo kính. Đeo bên kính. Nó có kính không vậy? Em có cận người em không mang kính gì ạ. Với lại là những con trai mà kiểu như là mạnh dạng quá, như là là không thích mạnh dạng thôi, em yên tâm đi. Em mới vừa nói em muốn con trai 100%, mà giờ em nói là mạnh dạng quá em không thích. Kiểu như là mới quen hay là chưa xăm, gì hết mà gọi là sổ sàng vô chụp cắn rồi tụi vậy đó. Bạn trai này nhát lắm, nó nói hung người ta còn chưa hung nữa mà không có dám đâu. Em bị cắn, ai cắn chưa? Dạ không, tại vì em thấy đa phần con trai bây giờ là kỳ lắm, giống như kiểu như là hẹn đi chơi là ta hay hẹn đi chơi tối khuya là khuya rồi hả, thích vô bao nhiêu cái chỗ tối rồi nói chung là mục đích nó rủ mình đi để làm cái gì đó. Cái này em cũng nói thẳng, em chia sẻ thẳng luôn, mới quen thì rủ đi chơi xa em sẽ không đi, với lại là đi chơi quá khuya em cũng sẽ không đi. Không đi rủ vô tối không vô. Tối mà tối sạch sẽ thì được. Tối sạch sẽ tối sạch sẽ, tối không sạch sẽ nữa. Có đâu, bạn trai đây hiền lắm, nhớ chút chị anh Hùng nha. Dạ đó, nhớ là hứa rồi nha. À, em nghe chưa? Trời ơi, ông này dài dữ ta. Cao mét mấy? Em mét 79. Hèn chi đứng đứng đó chị coi coi. Mạnh, ốm, cao mà có mạnh khỏe không?
Dạ em thì cái motor 20kg mình khiêng được chị. Rồi được rồi, ngồi xuống đi. Cổ hơi bị mặc cảm là tại vì cái tay của cổ lông nhiều lắm. Đưa qua tay qua coi. Đưa cái tay qua coi. Đưa cái tay qua coi. Kiểm tra tay trước khi kiểm tra mặt. Thôi rồi. Bình thường rồi. Bình thường, trời đẹp nữa mà. Nha, tự tin lên nha, có gì đâu. Cô gái bên kia rất là xinh xắn nha. Tiếp. Ừ. Chừng nào mới tính tới kế hoạch kết hôn được? Hai bên gia đình đồng ý thì mình đến với nhau thôi, thì mình cũng lớn tuổi rồi. Rồi gia đình không đồng ý thì sao? Thì cũng do hai người thôi, có quyền bố mẹ một, còn quyền của mình là 10 mà. Gàng quá ha, nói gàng quá ha. Có cần phải làm dâu không? Không, lấy em đâu? Mình chờ mình làm việc xa nhà đâu có làm dâu gì. Rồi. Được rồi. Vấn đề là giờ hỏi ý kiến người thân thử xem coi ta có góp ý gì không ha. Em có đi với ai không? Em đi chị dâu với em gái ạ. À, có chị dâu hả? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Thì chị thấy rằng là cái cô gái bên này khá là xinh. Và cái thái độ về cái chuyện hẹn hò này khá là nghiêm túc đấy. Còn em chị ấy thì nói chung là cũng 28, 29 tuổi rồi. Mới lại chú ấy thì thứ nhất cao và gầy. Cũng mong là có một người về để vỗ béo lên nhìn cho nó xinh trai tí. Rồi, rồi, cảm ơn em. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn ạ. À, chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. À. Thì em thấy Trinh nó là một người rất là chăm chỉ. Còn những gì mà bạn trai này yêu cầu một người phụ nữ thì Trinh là ok. Thì theo em đánh giá thì bạn trai cũng là một người rất là lịch sự. Mình thì mình thấy là với nhu cầu về tìm hiểu người yêu thì hai người là khá là hợp nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau ha. Kéo màn. Đúng theo yêu cầu. Yêu cầu sao có vậy? Khác nãy liền ha. Mình có muốn tặng gọi tặng bạn. Cảm ơn. Hai em nhìn ảnh sao? Giống như ý em không? Được không em? Người đeo mắt kiến, có người đeo mắt kiến. Thích cao, có cao. Bạn có vấn đề gì hỏi mình không? À, tên có bấm nút không? Không. Vì tự nhiên mới mở màn lên rồi tên có bấm nút không là sao cô? Tại vì anh hỏi kêu em hỏi vậy, em không biết hỏi gì ảnh cho nên em tìm kêu em hỏi đại. Nói chứ thôi để tôi gặp người thật đi. Đó, này kiến anh mượn thôi. Bây giờ người thật việc thật nè ha. Để cho nó thoải mái hơn. Nhát lắm, bạn trai nhát lắm. Khi nói chuyện với bạn hai ở cùng thì mình anh em đi, trời ơi anh sao mà cứ bạn hoài. Bây giờ mà hình như em hơi hồi hộp đó. Bây giờ hát bài nào tặng cô gái đi. Kể đó, hát gây ấn tượng nào. Em hát, đi, quý vị. Em hát đây chạy hết rồi. Kể đó. Hát đi em, câu gì cũng được hết trơn á. Để mình lấy bình tĩnh lại. Tỏ tình với bạn gái đi. Hát đi em. Em hát ở đây chạy anh hết. Anh đứng kế bên trong sao đâu, trời ơi đừng có sợ. Em hát, em. Em hát là dở nhất cho có đất luôn. Kể nó. Anh hát cho em nghe bài đi. Đó, thấy chưa. Hát đi em nào. 2, 3. Nguyện làm mơ cho em, nguyện yêu em suốt đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Hết rồi đó hả? Thôi cái này. Hàng chi không có bồ là phải rồi. Ông hát thì em không hay nhưng mà cái lời bài hát nó có ý nghĩa là được rồi. Ghi nhận. Em hát cho mình nghe bài không? Mình cái gì mình hoài. Em hát cho mình nghe bài được. Gì cũng mắc cỡ nữa. Vậy sao đi cua được vợ được. Rồi hát đi em. Chào cái ca này khó quá. À, dạ thì đúng thì em không phải sở trường hát, em hát cũng rất là dở. Không, nhưng mà hát hay hơn ảnh mà. Em cũng sẽ cố gắng, nhưng mà em sẽ cố gắng phấn đấu. Ba là con cá mập, mẹ là con cá heo, con là con cá cùng, ba con cá hung hăng, nuốt hết một con bò. Mấy mốt em sẽ đưa quên ngủ bằng bài này. Hai đứa về làm clip tung lên mạng đi, coi đông lắm á. Thôi, gọi hát luôn. Được rồi. Không, bỏ qua gì mình cũng nói chuyện tâm tình đi. Cái công việc của mình khá nhiều thời gian. Mình nếu mình có đến được với nhau, mình chỉ có gặp nhau một tháng hai lần thôi. Bạn có thể được không? À, dạ theo em thì em nghĩ là tình yêu nó dựa trên là cái sự tôn trọng và là tin tưởng. Cho nên cái vấn đề mà gặp nhau nhiều hay ít nó không quan trọng. Quan trọng là ở hai người. Dạ vậy thôi à. Rồi vậy thôi. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, nãy chị nói rồi, cũng hứa rồi, giờ nắm tay nhau. Rồi. Trời ơi, nắm luôn. Nắm đi mạnh dạn lên. Đó. Nói coi.
nắm tay nói gì à, em chỉ anh hung à, em chỉ anh hung đi thôi chị. Từ từ học đi thôi, nhà bọn hung ở đây đi không không có mùi gì dâu rồi hả dâu rồi hồi nãy em hứa em nói em tập ảnh hung mà bây giờ em hung nhưng mà ảnh hung em rồi vậy em phải hung lại ảnh chứ đúng không, mình mạnh mẽ mà mạnh mẽ lên đúng rồi. Cái đó là hung hay là hửi vậy? Hy vọng rằng các bạn sẽ đi đến hôn nhân một ngày sớm nhất. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản Nishibi trị giá 1 triệu đồng. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Sớm báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Đây. Biết sao có con không? Biết đây. Biết hả? Ờ biết rồi. À, mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác. Những cái run rẩy nhưng mà hết sức là chân thành. Đúng rồi, có niềm vui đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào nha quý vị. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào bạn với chào khán giả. Mình tên là Phạm Quốc Trị, 28 tuổi, đến từ Đồng Tháp, hiện công tác và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Nghề gì? Dạ là thương vụ của công ty cổ phần xi măng Tido. Thương vụ là sao bạn? Dạ là phụ trách điều tiết hàng hóa, chăm sóc tất cả các nhà sản phân phối xi măng trong khu vực tỉnh Cà Mau. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, dạ con chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Rồi. Con tên Trinh, năm nay con 22 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, làm việc ở salon tóc trên quận 1. Người ở Đắk Lắk, người ở Cà Mau cũng gần quá. Con nửa đường rồi đất nước thôi chú. Đúng rồi, nói chứ không có gần xa đâu. Giờ tình yêu cái gì cũng tới trơn á. Thôi mình nói chút xíu về con đường tình trường của mình đi quốc trị. Dạ cũng xin thưa là mình đã có gia đình và đã ly hôn được 3 năm. Mình có bé nào không chị? Dạ có một bé trai năm nay được 4 tuổi mà vợ nuôi và ông bà ngoại nuôi. Vậy sao có đứa con 4 tuổi dễ thương vậy mà sao phải? Mình là ở rể. Thì là gia lúc ban đầu thì nó khác như cái mình mường tượng. Em thực tế em là nghề là thú y. Em mới mở một cửa hàng ra, em vừa bán và em vừa điều trị. Mẹ vợ thì lại là chăn nuôi lâu năm, nên là mẹ cũng biết, nhưng mà mình là theo cái hướng công nghiệp. Tại vì mình thường quản lý chạy heo 200 nái, nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mẹ không hiểu. Mà khách hàng lên mua hàng thì mẹ kêu là sử dụng thuốc của mẹ, đừng có sử dụng thuốc đó. Trước mặt khách hàng thì mình đâu có tiếng nói với khách hàng được nữa. Thì thành ra dài thì mình tâm sự với vợ, thì vợ có nhiều học với mẹ. Thì mình là hy sinh ở nhà rồi, sáng con ăn cơm nước nhà cửa, vợ đi dạy về. Con thì lúc đó chưa được 1 tuổi thì thấy mẹ nó rất là mừng. Vợ mới nói là tôi đi dạy về mệt, ông không biết chữ con nữa hả? Vợ em nói với mẹ thôi con thôi anh đó, rồi em xách đồ em đi về. Dạ. Chia tay đơn giản vậy đó hả? Dạ. Bạn nữ giới thiệu về mình chút xíu, hoàn cảnh của mình là như thế nào? Hiện tại thì con có một bé trai 4 tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Bọn con chia tay khi con của con khoảng hơn 5 tháng. Là mình đang nuôi con luôn. Cháu thì vẫn ở dưới quê với bà ngoại. Thì thỉnh thoảng thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì con sẽ về thăm bé một lần. Lý do tại sao mình chia tay? Con là một cô gái nông thôn thì cũng thuần nông lắm. Khi mà bước chân vào Sài Gòn để làm, học tập và sinh sống ở đây thì cái rung động đầu đời của mình đó cô. Lúc đó mới 18 tuổi đúng dạ. không? Với lại một phần là vì con cũng hơi thiếu thốn tình cảm gia đình. Khi sống ở xa thì cái rung động đó thì nó hơi là gọi là non nớt. Có thai thì cũng về để hai gia đình cưới sinh. Ảnh là người miền Bắc, còn con là người miền gốc là miền Trung. Cho nên là hai cái phong tục nó khác nhau, thành ra bọn con cũng không cưới nhau được. Thì bọn con vẫn sinh em bé, ba mẹ con vẫn chấp nhận. Thì sinh em bé xong khoảng hơn 5 tháng thì ảnh quen người khác rồi bọn con chia tay. Có nghĩa là ảnh phản bội. Dạ. Thôi nghe chuyện hai người buồn quá, bây giờ thôi mình xí xóa đi ha. Bây giờ mình đã lỡ một chuyến đò như vậy, mặc dù chưa kết hôn có con rồi, mình gặp bên đây cũng lỡ chuyến đò nữa thì mình có chấp nhận được không? Thì con nghĩ cái chuyện đó nó cũng không có gì là quá khó khăn cả. Còn bạn trai? Em cũng muốn là tìm một người có cái hoàn cảnh như mình để dễ dàng chia sẻ và hiểu nhau hơn. Tại vì mình đã trải qua rồi, bạn cũng trải qua rồi, thì việc gì đi nữa, khó khăn hoặc khuyết điểm này kia, mình cũng dễ phả lấp vào nhau hơn.
Bạn nam muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đơn giản là em chỉ biết người phụ nữ là xem gia đình là số 1 là được rồi. Có chiều cao rồi hay là nước da hay tính tình thế nào? Em thì chiều cao em thì cũng có giới hạn. Bởi vì em cũng không có mong bạn nữ cao hơn mình. Tại vì nam mà em thấy đứng thấp hơn nữ cảm giác hơi bị kỳ. Thật ra cũng chẳng có gì kỳ hết. Ăn thua là mình yêu thương nhau thôi. Chồng thấp vợ cao cũng nhiều lắm, em không lo điều đó. Bạn nữ thì mình đặt ra cái tiêu chuẩn tìm một người như thế nào? Con thì con muốn tìm một người đàn ông thương yêu gia đình và biết cái cách đối xử giữa gia đình hai bên. Và điều đặc biệt là tôn trọng lẫn nhau. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nữa, em có tính đẻ con nữa không? Có thể thêm là một đứa nữa. Xin chào chú. À chào con. Bây giờ nếu như bạn nam ở Đồng Tháp muốn đưa về vợ về dưới luôn, làm ăn ở dưới sinh sống dưới, con thấy được không? Con nghĩ cũng được, tại vì mẹ con dạy con là thiền theo lái gái theo chồng. Thì xác định để yêu thương một người nào đó thì con nghĩ là về quê ảnh sống hoặc làm dâu con nghĩ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Vấn đề gì? Thôi. Dạ. Con có yêu cầu gì không? Con mong rằng là cái người con sẽ kết hôn sẽ là một người không phải gia trưởng, yêu thương con và cả con trai của con và bản thân con cũng vậy. Không có thích tật xấu gì của người đàn ông. Nhậu nhẹt mà hút thuốc sa đà. Chú hỏi lại coi nha. Dạ. Sao? Hút chị? Dạ. Có hút thuốc uống rượu gì không? Dạ, hồi xưa từng hề với cha là không rồi nhậu không hút thuốc, nhưng mà không nhậu không được. Tại hiện tại thì em cũng làm việc thị trường thì sẽ nhậu, nhưng mà nhậu được cái mình biết kiềm chế. Cô gái có yêu cầu là thương mẹ, thương con trai cô gái luôn. Em sẵn sàng, em mong được ấy, tại vì con em thì chắc chắn em không có nuôi được rồi. Ông bà ngoại thương con quá, em quan tâm cũng khó khăn nữa, nên em cũng muốn mong là đem con về nuôi tốt nữa, mà nhưng mà cũng ráng sinh thêm một đứa nữa. Khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì sớm tốt, tại vì em bị áp lực mấy cửa hàng quá, nói mày mà không có vợ tao không lấy hàng mày nữa. Kỳ vậy. Nhưng mà bạn gái mà đi theo em về rồi còn đem con về nữa thì em kinh tế em có lo đủ cho bạn nổi không? Dạ đủ, em bảo đảm là đủ. Mà em đặc biệt cũng hiểu cái ở rể và em cũng hiểu về cái làm dâu. Bởi vì em sẽ hứa là không cần làm dâu. Em tính rồi, tự em mua miếng đất, em tự em cắt cái nhà xong em mới tính tới chuyện gia đình. Chuẩn bị cái bước đó tới đâu dạ, rồi? Dạ, chỉ cần là ngày mai em đi về em coi miếng đất rồi cái nếu được là em mua đất em cắt nhà luôn. Rồi, tốt quá. Nếu như bây giờ mà đem bạn gái về thì em có cho bạn gái đi làm để kiếm tiền phụ em không, hay là bắt bạn gái phải ở nhà nội trợ nuôi con? Dạ không, bạn ấy thích đi làm, đi làm có nghề tóc thì mở tiệm tóc. Mở tiệm tóc vậy là tốt quá. Bạn nữ bên đây thì rất là dễ thương, chị sẽ cố gắng nha, em cũng phải cố gắng nha. Dạ rồi, mình hỏi kiến người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em đi với ai? Dạ ngay em kết nghĩa, đăng ký toàn diện chương trình cho em. Em kết nghĩa hả? Dạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào em. Con là em của anh Trị, thân như là anh em ruột trong gia đình. Thấy cái quan điểm của chị với quan điểm của anh là khá là giống nhau. Theo nhìn chung về hướng tương lai xa là có thể đi đến với nhau được. Cảm ơn em. Mình có bạn đi với... nữ đi với ai? Dạ có, con đi với bạn thân của con. Rồi bạn thân rồi, luôn. Bạn thân luôn. Con chào cô Cát Tường. Rồi chào con. Con chào chú Hoàng Linh. Em có một câu hỏi vui đối với anh là anh nói là anh không có thích là bạn gái cao, tại vì mình là con trai mà mình đứng thấp hơn thì cũng kỳ. Vậy nếu như mà bạn của em thật sự là cao hơn anh thì anh tính sao? Cái ngoại hình thì trước mắt thì mình nói như vậy, nhưng mà thực tế á, mình cảm thông, mình hiểu nhau được, nó mới là cái đúng rồi. Suốt đời và lâu dài được. Trai rất là chín chắn. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai bạn nên gặp nhau đi. Rồi, các bạn có thể trò chuyện với nhau. Chào anh. Chào em. Em muốn hỏi anh một câu. Tại vì ngày xưa em quen người đó, ước mơ của em là con đường học hành của em bị bỏ dở. Nếu như sau này anh quen em vẫn tiếp tục con đường học hành thì anh nghĩ thế nào? Nếu học nghề thì chắc tất nhiên em không luôn. Học nghề, học đến đại học ạ. À, chấp nhận, học càng cao càng tốt. Mà quan trọng mình học ra để là mình nghĩ, nếu mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về kinh tế, mình nghĩ về con cái thì vấn đề đó là ok. Chứ mình đừng có nghĩ học lên và mình bay xa quá thì cái đó nó lại khác nữa rồi. Nhưng mà cái gì thì cái em vẫn đặt tình cảm lên là hàng đầu. Anh cũng vậy, anh cũng đặt tình cảm lên hàng đầu. Cái đánh anh là đối với phụ nữ thích gì anh chiều đó, giống như đi mua sắm. Anh không thích cái áo đó hiện tại nhưng em thích rồi, em mua, anh vẫn nói áo đẹp nhưng mà về anh mới nói là anh thấy cái áo đó này kia, chứ là ưu tiên cho phụ nữ hết. Hay quá. Nếu vậy thì tại sao anh không góp ý luôn lúc đó mà phải để về nhà? Lúc đó mình đã thích rồi vậy mà, nếu mà nói không thích rồi thành ra em cũng không vui. Thì mua cái món đồ đó anh không thích thì nếu anh thương em, lộn em thương anh thì em ít mặt một cái tí. Vẫn mặt nhưng mà ít mặt một tí. Nếu như mà em có quà mà em quên tặng phụ nữ thì em có ân hận không? Dạ.
Anh tặng em. Cảm ơn anh. Ý nghĩa món quà em mở được không ạ? Được. Cái món quà này á là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân năm vừa rồi á. Dạ. Là anh đừng có nói với em là món quà này anh tặng. Không, thấy đẹp quá mà ngay lễ tình nhân nữa mua để dành, nào có bạn gái mới tặng. Nói chung người này lo xa lắm em. Dạ anh lo xa. Thấy cái gì được ý nghĩa là mua cất đó, còn tặng ai chưa biết. Dạ. Thôi mở ra xem. Em mở nhé. Nếu cái đó nó sẽ thiếu một món nữa thì nếu mà lâu dài hơn thì nó sẽ trọn bộ. Cảm ơn anh. Mà ghi truyền ạ. Rất là đẹp ạ. Vậy hy vọng món quà này em sẽ nhận được cái phần còn lại em đeo vô người. Buổi đầu tiên hẹn hò. Buổi đầu tiên gặp mặt đó thì bạn sẽ bố trí như thế nào? Trên Sài Gòn thực tế chọn điểm khó quá. Bạn gái chỉ chỗ nha. Mình mong là như vậy. Là hẹn tối nay thì em chỉ chỗ, mọi thứ là ai lo? Không, đối với em đi với phụ nữ bất cứ giá nào nha là em phải lo. Hay, cái này hay. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ. Đây là giờ phút rất là quan trọng, rất là thiêng liêng. 1 2 3. Hết thời gian. Rất là chân thành. Được rồi, nắm tay đi. Con hơi chậm trong việc bấm nút. Vâng. Chú lo cho em chú. Con cảm nhận anh ấy có một người chân thành. Cho nên là con định bấm nút. Hôn bạn gái kia đi bạn. Nhón lên chút. Em thấy nắm tay là em bị hấp hơn rồi. Không sao đâu mà. Mà chúng tôi gửi một những chiếc vé xem phim của hệ thống chiếu phim 212 Lý Chiến Thắng và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Và đây, hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cố gắng lên nha. Rồi, báo tin vui sớm nha. Dạ. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Đến hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nó nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không?
Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Rồi cái to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, để vậy mới được. Được, vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ha. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm vậy. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình à. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới dạ. Thôi giờ trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn, nãy giờ thấy sao dơ dữ biết. Không có ở dơ không mà. Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á, là một người đâu còn ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á, là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì anh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng anh có em là được. À có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hai đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi ổn rồi là ổn. À, dạ. Hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi sao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ vỗ béo cho Thạch được. Đâu có ổn đâu, không có ổn đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Thường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Ờ, lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mà. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng.
Tiết kiệm dần là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu mà nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 rồi gần bạn nữ rồi về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó. Anh trai gái cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục tỏ đối phương đi. Tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì, thôi anh cũng hát dở lắm, nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắc lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Như nào? Như đó. Như đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa cho tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mở ra coi gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, gái em ngủ không được đâu. Rồi hai bạn đặt tay sau nút bấm đi, suy nghĩ thật kỹ nha, để xem hai người có nằm chung cái bao gói không. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá lò. Bấm nó không vô. Quá lò. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Nha đi. Nào, rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi, nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản HCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nhé. Rồi chúc mừng hai bạn. Có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Chúng ta sẽ tiếp nối niềm vui đó với cặp đôi thứ hai. Xin mời.
hả Mang? Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Rồi em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúng cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân dạ, Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. Rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy nữa ha. Em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ đôi khi có tăng ca một xíu. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chưa được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow. Vậy là to lắm à. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ bây giờ thì chỉ có một thôi. Tại bây giờ khó khăn rồi chị. Dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháu lòng. Không em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi. Về làm bà chủ quán cháu lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháu lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ăn cháu lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Rồi sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Ôi dồi, làm như bạn bên đây, bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy, người ta cũng thích dình cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cháu lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi, nhớ đó. Bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu. Là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Là 1m66 chị ơi. Được. Được. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán cháu lòng mà bận đồ hát cả không hết hả? Em bận thường thường mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi, áo thun với quần ngố à. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết thêu thùa may vá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mấy mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi đừng có về là nêm nêm. Dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được rồi. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm cứ... Màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em mà về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháu lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mà bán cháu lòng đẹp trai quá vậy ta. Vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháu lòng mà mặc hủ tiếu á. Khai thiệt đi. Có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mình có đi. Là chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có cái nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. Để cho nó bay bớt mùi trong lòng phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cháu lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháu lòng hết trơn. Sinh nhật cổ đãi cổ dễ lòng. Đãi cháu lòng không? Để trên bàn hoa đủ thứ hoa.
mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó. Tôi là ưng ý anh cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai lắm á. Xem, xem. Chào anh. Chào em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng. Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ừ. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Chuẩn man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng nhà khoe không ăn. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Tô cháo vốn có 2.000, bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây giờ lấy nhau về mà công việc ảnh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ ảnh yêu cầu em nghỉ việc luôn về, đang mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Quản lý phòng trọ là... được ha? Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi, cưới luôn đi. Được á. Về khuếch trương về xây nhà trọ, bán cho lòng ở nhà trọ giờ... luôn, ép ta ăn luôn. Hỏi về thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. À. Em xin chào mọi người ạ. À. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. À. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, này. Hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ ạ. À. Nói gì em chị? Em trai nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi, chị luôn, nói đi chị luôn. Dạ, mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành, rất là dễ thương ạ. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm vậy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm một chàng đó. Trai trẻ dạ. Như vậy mà chí thú làm ăn rồi hiện thời buổi này rất khó. Dạ. Ai, thôi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh như thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, thân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy, tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi, còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi đó không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa không? Em thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm được lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Có thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. Một,
2 3 Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. Không có sau. Xuất sắc. Được không? Được, được. Thơm không? Là thơm. Có mùi cháo lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng là tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm với một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. Đây là chiếc vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng JCB tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan. Biết quá vậy sao con nghi quá à? Dạ có vậy, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết con nên 100%? Dạ thì thử thì biết vậy. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An ạ. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ, đốt được anh. Bạn nữ được. Có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính trắng. Có chí giống ý. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Rượu chè bê bối ở dơ có không? Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Rồi mặt dễ thương quá ha. Ba dài cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông mà nè. Có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc, nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Là có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao con nghi quá. Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh hồi lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu. Không hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gãi vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được.
Có gì anh đỡ em nha. Có gì anh đỡ nổi không anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, trời cứu đầu ba, đó, bốn, ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượn sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượn lượn lên lượn lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá nó muốn túi đầu như không. Trời ơi rồi coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị vậy làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi khỏe, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 đó. 9-10 đó. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có đáng giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Ừ. Được rồi, bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp, cũng mỉu, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai, đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về cơ cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là câu khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc đó là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê tại vì chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm ạ. Ngon lắm nha. Con bay gãy cánh anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện nói chuyện nhỏ. Yêu quê tới đâu cũng đi đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em có món quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em có món quà tổng. Cho mình. Em thấy anh sao? Dạ điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao em. Mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền. Dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó. Thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Không, lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều quá. Giờ rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ hết rồi. Trời ơi. Nhiều lắm mà hết. Trời ơi. Hẹn hò sao cứ. Dạ. Thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có thích đạp mà nó xuất, có sức. Đề xuất đó, đề xuất mạng đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập.
cái bụng hơi mập. Dạ nè, anh nói rồi à, anh ốm được mà em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bùi kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ô, có rồi. Tháo nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ta luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu. Không, dạ. Không có hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ hơi lười chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì. Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao? Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào. Đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CV, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. À, và quý vị biết rồi, của Linh Cát Tường luôn luôn có bộ áo dài đi ăn cưới, đi lễ để sẵn đó đó. Có cặp đôi nào đến là vào mặc luôn. Vậy cho nên là quý vị khán giả mà thấy mình mặc áo dài là hiểu vấn đề rồi đúng không? Hiểu vấn đề là có đặc biệt đúng không? Có đặc biệt. Hôm nay thì hai cặp đôi quý vị đã xem chương trình, họ chuẩn bị làm đám cưới nên họ đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị khán giả. Đó chính là Văn Cường, Mỹ Linh, Thái Sơn và Mỹ Trinh. Xin mời hai cặp đôi bước lên sân khấu ạ. Rồi. Vui. Ôi vui quá xá là có vui. Sữa ăn rồi. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy thì quay như thế này. À, không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tụi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được anh. Nếu 3 ngày tụi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Xuống được. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Đâu 3 ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Thôi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói về thôi. Chứ anh Thư Cực Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ. Ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc. À, răng long đầu bạc. Nhanh nhanh sinh quý tử. Ừ, sinh quý tử để có Cát Tường, Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ. Ồ, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim. À, miền Tây này ngon lắm. Rồi, cảm ơn anh. Cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi, cảm ơn Văn Cường, Mỹ Linh nhiều nha. Còn Thái Sơn, Mỹ Trinh nè. Dạ em xin chào ông Mai, Quỳnh Linh và chị bà mối Cát Tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kia lại nhanh hơn. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh.
Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cứ cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên. Thì cụ Ít là nói chung là tâm... Cái tiểu tấm lòng. Chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Để chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt. Và sẽ làm mai nhiều hơn nữa cái cặp đôi khác. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều. Anh dặn Cường với lại Sơn nè. Nhớ thương yêu vợ mình ha. Chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi, chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám à. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay, và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là mời bạn nữ. Mời bạn nam. Giới thiệu đi em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có 2 mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi. Chứ không có... Không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp. Đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình. Nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính. Cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Hai mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó vợ. Dạ, dạ được. Không? Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạn rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hey. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, có bên em đây trai nó nhỏ thôi. Quá, bên đây không có nghe gì hết. Em trai coi chương trình muốn hẹn hò thích quá. Trời em, trời ơi xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ ký quá. Cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... Chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Bên kia hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao hơn luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái giữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hái mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Mời có gì nữa không? Ừ, hết rồi ạ. Hết rồi phải không? Nhiều để... đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không. Ủa hói rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Ở đâu muốn làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Này, anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ, về ngoại hình á thì 1m50, 55 trở lên là được rồi. Dư sang. Da trắng,
tóc dài chút. Dư sạc. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt. Tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời. Em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm nữa, vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ. Muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. À, em trai hả? Em cái người đăng ký cho em đó phải không? Rồi chào dạ. Em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh, nói chuyện vậy thì có hợp với bên... Dạ thì em thấy anh là được, em thích ấy. Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Và chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8/10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì, nhận gì anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến. Bởi vì là em thấy anh cũng là hèn chững chạc. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cô yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ, đo đi, đo cái đi, rồi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được? Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương với lại rất là xinh xắn, anh được anh gặp tại cái chương trình này thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu tỏ tình với em, thì không biết em có đồng ý không? Em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt, nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Và nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Tâm ngơ ngác thế. Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của
hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn để ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đó là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và một phần quà dành cho các bạn, đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Áo Cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá.